Xin mến chào bà con trên mọi miền tổ quốc đã quay trở lại với kênh Đồ Xưa Lại Nguyên. Tiếp tục clip mới ngày hôm nay thì có một số tác phẩm để giới thiệu với bà con của mình nha. Thì những nhân dịp ngày cuối năm thì cũng có một số mặt hàng thanh lý cho bà con mình, các mong bà con mình ủng hộ nha. Cửa hàng của chúng em thì nằm ở tuyến quốc lộ 91, khu vực Thái Hưng, phường Long Hưng, quận Long Môn, thành phố Cần Thơ. Bà con mình có đi ngang qua lại ghé tham quan và giao lưu nha. Thì đầu tiên mã số 1M là một cái tủ bày đồ rất là đẹp cho bà con. Ở tủ mình có thể trưng bày cũng như là mình có để tivi luôn đó nha. Ở trưng được khá là nhiều đồ hai bên. Cái này thì nó gắp bằng ngọng nha, rất là lớn. Em đo kích thước và báo bà con mình tham khảo để mình đặt cái vị trí đó, cho nó vừa cái chỗ nha. Đó, cây này rất là đẹp nha bà con. Gỗ là gỗ cỏ nha và ốc bằng chanh. Đó. Với cái chiều cao của cái tủ này nè thì nó lên tổng tới đỉnh bảo luôn, đó là 2m33. 2m33 là tổng cái chiều cao luôn nha. Chiều dài của tủ này, đây chiều dài của cái tủ này thì nó lên tới là em đo củ bì luôn nha. Đó, dài củ bì như thế này. Cái này khá là dài nha rồi. Khoảng là 2m6 à. Đó, hơn 2m6 à. Ở tầm 2m6 mấy, 2m62 rồi đó nha bà con. Đó, rất là dài. Đó, và cái chiều sâu của tủ này ra lên tới là 50. Đó. Gỗ và ốc thì hàng lần tích liền lạc nha, ghép bằng nọng hết. Ở bên em giao lưu thì sẽ bao phí ship cho bà con mình là toàn quốc và bao phí vận chuyển tận nhà. Bà con mình cứ yên tâm, mình có việc mình nội ở nhà một chỗ thôi. Bên em sẽ giao tận nơi, bà con mình kiểm tra hàng. Đó, và hướng dẫn cho thợ họ để vị trí đúng với bà con của mình nha. Cứ yên tâm. Ở bên trong là có nhiều ngăn nhiều tầng nè để mình trưng bày đồ nha bà con. Gỗ mặt dán sau lưng nữa nè, đố cửa cũng rất là dày. Đó, ốc thì cẳng tơ tóc nha. Đó, ốc cẳng tơ tóc. Đó, những cái đường dây leo. Đó, mặt gỗ bà con mình xem lành lặn liền lạc. Đó, bà con mình có nhu cầu kết bạn qua Zalo, bên em sẽ tư vấn và hỗ trợ thêm cho bà con mình xem rõ hơn nữa nha. Đó, cây này thì nó tới 6 chân luôn nha bà con, rất là lớn. Đó, gáp hoàn toàn từ bằng ngọng nha. Đó, ốc bên dưới cũng được cẳng luôn nè. Đó, những cái tích tứ quý. Và cửa bên trong đây. Đó, thùng rất là rộng để đồ, rất là nhiều đồ. Đó. Đây, đồ rất là dày dặn nha. Đó, bà con mình xem. Đây, hai cái trụ hai lực hai bên. Đó, và cái chiều dài ngang của cái phần bên này nè. Đó, em đo phủ bì nó lên tới là 125 để bà con mình để một cái tivi siêu mỏng lên đó nha. Đó, thì rất là hợp lý. Đó, hàng thì em bao làm tích liền lạc nha, không lỗi lầm. Chất liệu là gỗ gõ. Ốc thì bằng chanh. Cây này em giao lưu cho bà con mình giá hôm nay là chỉ 53 triệu thôi nha. 53 triệu là bên em bao ship và bao vận chuyển lắp ráp tận nhà và toàn quốc. Nếu bà con mình khu vực miền Tây có thể thương lượng, em giảm chút đỉnh chi phí để cho bà con mình nhận được nha. Ở bà con mình tham khảo qua Zalo thêm nữa giúp em. Đến với mã số 2 thì có một cặp bình gốm sứ Cào rất là đẹp nha bà con. Ở đây bình này được vẽ cái tích là bát tiên quá hải. Đó, hàng này là chuẩn tàu vẽ tay 100%, hàng này là hàng cũ xưa của tàu nha, tuổi đời cũng là khoảng 30-40 năm trở lên. Đó, hàng thì nói chung lành tích, miệng thì liền lạc, không có bị mà nứt bể hay lỗi lầm gì hết nha. Đó, với tổng cái chiều cao của bình này em đo lên tới 1m4, 140 lên nha. Miệng có đường kính là 32. Đó, miệng đường kính miệng 32. Và hoành bụng này, hoành bụng của mỗi cái bình này lên tới là 124 nha. Đó, tích bát tiên cũng một cái tích phong thủy rất là tốt nha bà con, 8 vị tiên. Đó. Đây hàng thì bà con mình yên tâm lành lặn liền lạc toàn bộ hết. Đó, hoa văn vẽ tay quả tiết nha. Nó không hề lỗi lầm. Đó, 8 vị tiên nha. Đó, bắt tiên quá hải. Đó, đôi bình này cũng khá là nặng nha bà con. Hàng to nha, nói chung hàng tàu theo thời gian 5 tháng nha. Nó khá là dày, gốm sứ men của nó rất là dày. Đó, còn hàng gần đây men nó mỏng lắm nha và giá rẻ trên thị trường rất là nhiều. Bà con mình xem qua và cảm nhận giúp em. Đôi bình này em giao lưu cho bà con mình giá là 15 triệu đồng, bên em bao ship bà con mình là toàn quốc nha. 15 triệu bao ship, bao kiểm tra hàng. Về đến nhà kiểm tra hàng nguyên dạng lành lặn bà con mình nhận giúp em nha. Ở có vấn đề về liên hệ bên em sẽ xử lý cho bà con mình yên tâm. Mã số 3 này thì em có một cặp chanh Lý Ngư Vọng Nguyệt nè. Ở có hai mẫu nha, và cái kiểu dáng thì nó khác nhau chút xíu thôi. Ở nhưng mà cẳng ốc rất là đẹp. Ốc thì nhã bả chầu hoàng chanh theo thời gian nha. Một bên này là tấm gỗ nguyên khối nè, cẳng bên trên là phúc giờ đất nha bà con. Chiều cao của mỗi tấm em đo nó lên tới là 1m. Chiều ngang mỗi bức cái này là 30. Độ dày chanh này là 4 phân nha. Liền nguyên tấm nguyên khối giữa luôn á. Đó, khung chanh dày 4 phân, khúc và đất nha. Bên dưới cẳng ốc và con mà xem khá đẹp luôn. Đó, hai con cá chép dưới hồ qua xem, Lý Ngư Vọng Nguyệt. Đó, ốc hoàng chanh xanh thiên lý khá đẹp nha. Ở ngoài cũng như cuối năm em để những bức chanh này giá đồng giá cho bà con mình dễ lựa chọn luôn nha. Đây mặt gỗ sau lưng đây, gia cố chắc chắn nha. Đó, khung là dày 4 phân.
Một cặp này em giao lưu giá chỉ có 3,5 triệu thôi, 3,5 triệu thôi nha bà con. Bên em bao ship toàn quốc nha. Mã số 4M bà con mình xem một cặp tranh Lý Hương này nè, rất là đẹp, nó khác là cái khung lộng gì ngoài nè. Nó và nó bự hơn chút xíu. Đó. Cái bức này á, chiều cao em đo lên tới 1m08. Chiều ngang của nó lên tới là 38 nha. Độ dày con tranh này là 3 phân lận. Đó bà con mình xem nha. Nó hàng này hàng tủ theo thời gian, ốc nhả bắt trầu theo thời gian. Đó, và gỗ cũng đừng làm vệ sinh sạch sẽ rồi, mình về xài sử dụng thôi, không cần làm gì thêm nha. Đó bà con mình xem những vị trí chi tiết nào không rõ thì liên hệ qua số điện thoại để được bên em tư vấn và hỗ trợ thêm. Cặp này giá em cũng giao lưu là 3,5 triệu, 3,500 ngàn đồng, bao ship bao kiểm tra hàng nha. Đó, bà con của mình cứ liên hệ qua Zalo, bên em sẽ trực tiếp tư vấn cho bà con mình xem thêm. Và đến với mã số 5 là một cái bộ bàn ghế kẻ quạt 9 món. Đó, bộ này thì bà con mình xem chất liệu là gỗ cỏ nha, dùng cả ngốc bằng chanh. Đó, bộ này đặc biệt của nó nha bà con, nó khác với những loại mẫu bàn ghế trước em giao lưu với bà con mình, nó là ghế kẻ quạt người ta cẳng hai mặt luôn. Đó, và bàn thì được cẳng rất là dày, rất là nhiều ốc nha, nó khác tới cái điểm đó. Đó, nhưng mà bà con mình xem hàng người ta làm rất là đẳng cấp ha. Đó, và bàn cũng to hơn nữa. Đó, với cái chiều cao của bàn thì, em đo nó lên tới là 78, chiều ngang của cái bàn này phủ bì là 90 luôn nha. Đó, chiều ngang 90 là tổng cái chiều dài của cái bàn này là 180, dìm này sâu lên của nó là 11. Trên mặt bàn là cẳng là một cái nhành hoa hồng chim hoa, giữa này là một lá liền. Cái lá liền này của nó chiều ngang em đo là 60 phủ bì nha. Đó, ốc này là ốc hoàng châm nha bà con. Mình xem ngoài á, màn hình á, mình xem bằng mắt thật thật á, nó mới chính xác, cái độ sắc nét của nó rất là đẹp. Mình nhiều khi xem qua trên màn hình TV á, bà con mình xem qua sẽ thấy ốc nó màu trắng vì bị giả ánh đèn. Đó, cho nên bà con mình muốn kỹ càng rõ ràng hơn, liên hệ qua Zalo, em sẽ quay trực tiếp cho bà con mình xem qua nha. Đó, cho chính xác. Đó, khá là đẹp, mặt bàn gời nha. Đó, mặt bàn thì nó gời lành lặn liệt lạc. Đó, không có lỗi. Đó, cái nào có lỗi thì sẽ báo bà con mình. Đó, khá đẹp nha bà con. Đó, bàn thì nói chung to hơn những cái bàn trước em giao lưu luôn á. Còn chân bàn của nó thì bốn cái chân trụ bốn góc nè. Đó, bốn chân trụ rất là to. Bên dưới là người ta chạm đục là đầu lăn đuôi cá nha, lăn âm trái châu. Đó, chân giữa là long thượng. Đó, chạm đục rất là tinh xảo nha các bạn ơi. Đó. Còn ghế á, tổng cộng có 8 cái ghế. Đó, 8 cái ghế để quạt nha, dày dặn, cứng cáp rất là to. Chân này, đặc biệt ghế này bà con mình xem cảnh rất là đẹp nha. Chiều cao của cái ghế em đo là 100, chiều ngang phần tựa lưng ghế là 49, chiều ngang vị trí ngồi này em đo lên tới 52 nha. Sâu của ghế này ra là 42, từ mặt đất trở lên em đo là 50 thôi, chân là chân nai. Đó, ốc thì bằng trăm theo thời gian khá là đẹp. Chân bà con mình xem nè, được cẳng nè. Đó, đây, đặc biệt cái điểm đó là người ta cẳng luôn cái mặt sau lưng. Đó, những cái mẫu ghế trước em giao lưu thì nó không có nha. Đó, còn mẫu này người ta cẳng dày dặn kính cẳng luôn nè. Đó, tới chân. Đó, bà con mình xem qua giúp em nha. Đó, rất là đẹp. 8 cái ghế để quạt đều như nhau nha. Đó, bà con mình có nhu cầu có thể mình sưu tầm thêm ghế cũng vẫn được, nhưng mà hàng này á, mình 8 ghế là mình ngồi rất là rộng rồi, mình ngồi 10 cái cũng được nha. Bộ này giá em giao lưu cho bà con của mình có giá là 68 triệu nha. Bên em bao ship cho bà con mình là toàn quốc. Đó, giá này em bao ship toàn quốc nha. Bà con mình đến trực tiếp cửa hàng chúng em, em sẽ để giá ưu đãi cho bà con mình, giảm tí lọc cũng như những ngày cuối năm Tết luôn. Và mã số 6 là một cái bức tranh khá đẹp nữa nha. Đây, một bức tranh nói về tích đồng quê nha bà con, quê hương nha. Đó, những cậu bé chân trâu, chân trâu nè, người nông dân vui gánh bán bưng, khá là đẹp, nói về cái tuổi thơ của bà con mình xem nha. Đó, ốc thì nhả bả trầu theo thời gian rồi đó. Chiều cao bức này thì em đo là 49, cái chiều dài cái bức tranh này nó lên tới là 1m08 luôn nha. Và dày khung tranh là 3 phân, hơn 3 phân luôn á. Tấm giữa là một lá. Đó, tranh này bà con mình xem khá là đẹp, nó lớn hơn những cái bức trước em giao lưu bà con mình, nhưng mà nó cùng cái tích thôi. Đó, nói về cái ức tuổi thơ quê hương nha bà con, khá đẹp. Đó, hàng này đã được người ta làm vật ni rồi, PU sạch sẽ rồi nha. Đó, hàng cũ theo thời gian. Ở sau lưng ngày xưa người ta cũng rất là kỹ làm keo nữa nè. Đó, bà con mình xem bức này giá em giao lưu bà con mình là chỉ có 3 triệu thôi nha bà con, 3 triệu đồng nha. Đó, còn cái loại nhỏ thì có 2 triệu ngoài, hơn nhỏ hơn cái này. Và mã tiếp theo số 7M, một bộ tranh gốm sứ 4 tấm nè. Tranh này bà con mình xem nha, cái tích là thập bát la hán trong truyền thuyết đó nha bà con. Gốm sứ Tàu, khung gỗ Tàu luôn nha, rồi gỗ chắc chắn luôn á. Với cái chiều ngang tổng thế này em đo là 86, chiều cao của mỗi tấm nó lên tới là 64 phủ bì, độ dày khung tranh là 2 phân. Đó, loại gỗ này cũng loại gỗ tốt của Tàu luôn nha, 4 tấm đều có móc sẵn hết rồi, về mình treo lên tường thôi. Đó, 18 vị la hán trong truyền thuyết đó nha bà con, thập bát la hán.
Bộ tranh này hàng lành tích nha, em giao lưu giá chỉ có 2.800.000 cho bà con mình thôi nha, 2.800.000 đồng. Mã số 8 là một cái lắp lịch nè, gỗ gõ nha. Đó, được chặt cẳng ốc đó, bà con mà xem khá là đẹp. Ốc này là ốc Hoàng Châm nha bà con, đó, ốc Singapore á, và gỗ rất là dày dặn, đặc biệt bên ngoài người ta chạm được giả trúc tre luôn. Với cái chiều cao này em đo 62 và cái chiều ngang cái bức này lên tới 42 luôn nha. Dày khung tranh là 3 phân, về bà con mình gắn cái lốc lịch lên đây thôi mình xài sử dụng nha. Đó, khá đẹp. Đó, ốc Hoàng Chanh xanh thiên lý á, bức này bà con mình xem đây. Đó, tiền nào thì cổ đấy nha, nhưng mà bức này hôm nay em để giá hữu nghị bà con mình luôn. Đó là chỉ có 3 triệu thôi nha bà con, 3 triệu đồng bao ship tặng nhà. Và mã tiếp theo á là số 9M là một cái bức tranh khá là đẹp của tàu xưa nha, bức này tuổi đời khá là già. Ở trong gỗ này là một tấm gỗ của nó là gỗ Hoàng Dương của tàu nha. Đó, bà con mình xem giúp em nha, loại gỗ quý hiếm của tàu á. Đường kính này là 40 vuông nha, chiều dày của nó là 2,5 phân. Đó, được người ta chạm đục cẳng giữa là bình hoa, xung quanh là những con dơi. Đó, sau lưng đây nha, rất là đẹp. Đó, hàng này hàng có tuổi theo thời gian của tàu nha, em giao lưu giá là 2.800.000. Đó, 2.800.000 gỗ Hoàng Dương nha bà con, nhìn có thể lên Google tìm hiểu sọt đi giúp em. Đó, tiếp theo là số 10 nè. Đó, một cái cháp vuông rất là đẹp, gỗ gõ được cẳng ốc Singapore nha, cái này cẳng ốc là khỏi chê rồi. Đó, cái tích là thập nhị tứ hiếu, bên ngoài dìm được người ta bọc đồng hết nha, rất là kỹ lưỡng. Chiều cao em đo tổng là 21, chiều dài của nó là 30 và chiều sâu ngang này là 18. Đó, bà con mình xem nha, ốc bên ngoài đẹp lắm. Cháp này bà con mình về mình đựng cũng như là bánh kẹo Tết nè, hoặc nữ trang, trang sức, mỹ phẩm, hay là vàng bạc đá quý châu báu gì đó, tùy hỷ bà con của mình thôi. Đó, hàng lành tích sang trọng rất đẹp, em giao lưu cho bà con mình giá là 3.500.000 nha, 3.500.000 đồng. Mã tiếp theo là số 11, một cái khay nè, một cái khay ngày xưa người ta thường dùng để đi đám tiệc, đám cưới hỏi nha bà con. Đó, để mâm rượu lên đây á, bà con mình xem nha. Chính giữa này cẳng tích là sen gian vịt, tượng trưng cho ấm no hạnh phúc của gia đình nha. Đó, cao này em đo 8 phân, đường kính vuông của nó là 25. Cái này đặc biệt của nó là gỗ cẩm lai nha bà con. Đó, được cẳng 5 mặt, gỗ cẩm lai nha. Đó, giá em giao lưu cho bà con mình cái khay này là 2 triệu đồng, hàng đến nhà bên em giao lưu, cứ kiểm tra hàng trước khi mình nhận hàng, đúng đồ đúng chất lượng thì bà con mình nhận nha, không đúng hoàn về yên tâm. Mã số 12 là một cái đĩa tranh tích bà con mình xem nha, Hồng Kông phú quý rất là đẹp nha. Ở một cặp chim công và những cái bông hồng, ốc thì Hoàng Chanh gỗ gõ. Cái đường kính đĩa là 41 nha, phủ bì, chiều cao luôn cả đế em đo là 48, đĩa này dày 4 phân. Đó, hàng này hàng độc có tuổi theo thời gian, em giao lưu bà con mình hôm nay giá 2.900.000 thôi nha, 2.900.000 đồng. Và mã tiếp theo số 13, đây là một cái khay cũng khá là đẹp của tàu nè, gỗ này cũng là loại gỗ Hoàng Dương nha, trên được cẳng cái tích là chim hoa. Đó, cao này em đo 8 phân thôi, đường kính vuông của nó là 20. Cái này có hai cái hộp tủ nhỏ mini nè, nhìn rất là duyên dáng nha bà con. Đó, gỗ Hoàng Dương của tàu, bà con mình không hiểu loại gỗ này, không biết thì lên Google tìm hiểu sọt thêm giúp em. Đó, và về đến nhà kiểm tra hàng y như trên là cái thông tin dùm em nha. Đó, đúng hàng đúng đồ thì nhận, không đúng hoàn về. Cái này giá em vô lưu là 2.500.000 nha bà con, 2.500.000 nha. Những cái mặt hàng xưa của tàu rất là quý hiếm luôn á. Mã số 14M là em có một cái bình hút lọc nè. Bình này đặc biệt của nó là gỗ này á, là gỗ cẩm lai, đó, gỗ mộc mạc luôn nha, cẩm Việt mình luôn. Tổng chiều cao em đo là 24, hoành bụng này lên tới là 52 nha. Cái khối này em độ nó nặng khoảng 3-4 kg cho lên 4-5 kg á. Đó, gỗ cẩm ta, em giao lưu giá là 2.900.000 cho bà con mình thôi nha, 2.900.000. Và mã tiếp theo số 15 là một cái bộ, đây là bộ ly 12 con giáp hàng của tàu nha. Ly rất là nhẹ, cao cái ly này em đo 3 phân thôi, đường kính miệng 14 phân, đầy đủ 12 con giáp hàng sưu tầm. Đó, hàng này nói chung cũng là gớm thấu quang nha. Đó, bà con mình xem giúp em. Em để cái tay thế này cảm nhận như một cái lông bóng ra, mình không cảm nhận là mình cầm luôn á, rất là nhẹ. Em giao lưu cái bộ này giá là 700.000 cho bà con mình thôi nha. Và tiếp theo đến với mã số 16, một bộ ấm trà gốm sứ. Ấm trà này là hàng gần đây, không cổ không xưa, bên em giao lưu có sai em báo vị nha, về mình vệ sinh sạch sẽ mình xài sử dụng Tết được luôn, hoặc mình làm quà cáp tặng cho bạn bè cũng rất là hay nha, vì những cái ly nó rất là to. Đó, với cái chiều cao này thì em đo tổng luôn lên tới 18 lần nha, còn chiều cao cái khay là khoảng 7 phân, đường kính khay trà này là 30. Và ly này chiều cao này em đo 8 phân, miệng ly 7 phân. Bà con mình nhìn cái ly nè, khách đến nhà mình tiếp rồi khách rồi uống 3 ly thôi là nó cũng rất là đủ đô luôn rồi, vì ly nó to bự lắm. Đó, hàng thì làm tích liền lạc, ấm thì bên trong có cái lượt trà sẵn luôn. Đó, và khay bà con mình xem, khay rất là đẹp nha, khay này mà
cái này giống như là một cái an cái thống luôn á, mình để đựng lúc nước á, ở quẻ mặt dưới nè, lành tích không bị mẻ hay là tóc gió gì nha. Bộ này em giao lưu giá 1.700.000 cho bà con mình thôi nha, 1.700.000 đồng. Đến với mã cuối clip hôm nay là em có một cặp đôn rất là đẹp nha, dáng kiều, nó gỗ lành lặn lên nha, chân là dáng yêu kiều thức tha nha, về cây đồ chân đồ đó. Chiều cao nào này thì em đo lên tới 80, đường kính mặt đôn là 27, chân đôn chiều dày của nó là 3 phân. Về mình cây đồ chân đồ rất là gọn gàng, nhìn rất là đẹp, nó thơ, nó dáng nó thon nha đó. Bà con mình xem gỗ lầm tích đỏn này liền không đắp ghép nha. Cặp này giá em giao lưu chỉ có là 2.500.000 thôi nha bà con, bên em bao ship toàn quốc luôn nha. Tác phẩm này cũng là cuối clip ngày hôm nay. Đầu sư Lê Nguyên xin chân thành cảm ơn bà con mình rất là nhiều đã xem kênh, ủng hộ kênh nha. Mến chúc sức khỏe bà con mình trên mọi miền tổ quốc. Xin mến chào, hẹn gặp lại ạ.